vào dạ mà đấy cả mọi người. Mọi khi suốt ngày bắt nạt mình á. Hôm nay á, mình chơi tới phến luôn. Bây giờ nhá,
bây giờ về về chôn mẹ mày xong rồi lên lại không muốn sao chứ? Ôi, anh ấy biết lệch rồi. Đi không? Muốn đâu? Đi, đi. Đi. Không, đi. Đi mua, mua ở đâu? Mày mày có bé, con to rất to như lưng mày. Cho mày anh đâu có quên em à? Lại có hai cái bé tí này. Ờ, cái gì? Đây, một cái... hay là dán vào đây cho nó. Có dán là chim mày. Không, dán vào rốn này kiểu xong co rốn nó gầm. Ôi, đúng cái này, há mồm này. Cái này dán vào lưng này. Ê, không, hay là dán hẳn vào đây cho nó hổ báo à? Không, thì anh giấu với em. Dán vào đâu? Ồ, nào, thì tránh ra. Anh ơi, anh ơi. Dán kiểu gì, dán kiểu gì? Anh dán vào đây này, mới đặt khớp này. Trong lúc mỗi lần anh mở mồm ra là con sẽ thử nó gầm ấy. Cứ thế là bóc ra là dán à? Đây, anh em dán rồi. Hả? Em dán rồi. Cái này dán kiểu gì? Cứ thế bóc ra dán gì? Ừ. Thế dán luôn đi. Không, phải nằm xuống đây này. Sao lại nằm xuống đấy? Vậy đây em dạy. Em dán rồi. Nằm xuống đây làm gì? Cứ thế nó dán vào. Ờ, vậy em dán rồi. Nằm nữa. Lúc nãy em dán rồi. Phải tao chả thấy dán rồi, dán nằm xuống đất là gì? Nằm thế nào là dán? Thế có muốn đẹp không? Trời. Nằm thế nào? Dán con cá chép được đâu? Con cá chép dán ngực. Ừ, thế nó làm cái gì? Trời, mẹ em, nắm hẳn xuống. Ướt. Sát con nước này. Ướt. Thì đấy. Đã. Ừ, thế nó sạch hết bẩn đấy. Sạch. Ui ôi, lưng tao sạch rồi. Lưng tao sạch rồi. Đấy. Làm gì đây? Lưng tao sạch rồi. Ui. Ui, mày điên à? Thế này thì làm sao nó dính được? Không dính được, nhớ thế. Chụp, tao nhớ. Nhớt quá. Nhưng mà nhớt cứt. Rồi, dán vào đây nhá. Ờ, dán vào vai, bả vai. Xuống dưới. Đấy. Anh phải ở tay ra nó cứ gồ ghề đấy. À, thế à? Nhưng mà... Rồi. Cái này là kiểu. Em. Được chưa? Mới im, mới im. Ôi. Xùi ôi. Dán đẹp vào đây nhá. Quỷ lông. Không đẹp là tao xẻo bỏ đấy. Sắm chỗ. Sắm chỗ. Ôi, làm thế đến đây mà bà kia lúc nãy là ếch mãi cả gì. Thế thì mày bắt tao nằm xuống làm gì? Này, không phải trả thù, cảm ơn nhá. Tao đấm ra đấy. Đấm này, anh bảo cái gì đau, có cái gì đau hơn sắm không? Sắm là phải bắt mạnh vào. Xong rồi thế là nó mới dính này, xong nó mới biệt, nó toát lên, nó hồng hồng. Thế thì nằm đây, cứ phải vào giường mà nằm. Á? À? Vào giường mà nằm, nằm đấy. Ở đây nó tiện đấy, đấy. Ui xùi. Sao lại tưới nước lên, nó bã hết đi chứ nhỉ? Bã cái gì? Chả biết cái mụt tê gì. Em xem ở trên mạng người ta xăm đến này suốt rồi. Rồi, tôi xem cái này, không xăm được. Ai, cúi đầu xuống. Đây. Cái này nó bị vây lên như thế này. Cúi đầu, không biết được chứ nhỉ? À nó. Ủa im! Ây à! Gì đây? Cho nó ướt, nó ướt! Sao lại cái ướt mà nó vã hết ra nhỉ? Ây! Ây! Ui! Ui! Dán luôn rồi! Ôi! Thấy chưa? Công lực chưa? Thế này... Có thấy cái gì đâu? Thôi thôi, để tao tự làm! Nào im! Cái mặt này nó nhớt này! Hả? Cái kỳ thì cho nó bóng này! Ui! Cái này thì anh thì thấy của em. Đẹp. Thấy em đẹp hơn. Nhưng mà lưng có đẹp không? Xấu hơn mấy em. Tại vì em phải làm đại ca em đi xa. Ừ. Em sẽ đi chân đỉnh hơn. Ui. Em phải thế nhỉ? Anh phải không? Hả? Đấy. Anh đi đâu à? Thì mình xa đấy. Trời ơi. Này, toàn hủ báo đến đây này. Con này con gì? Con này cô có đá con gì? Cái tủ chứ. Thì coi như là báo đi. Mày có hổ rồi, hổ báo sợ gì? Hổ báo sợ gì à? Đừng nói vậy nhá. Nhưng mà em xanh rồi, em không nói à? Ờ, thì nói vậy. Kiểu kiểu em hổ là chỉ sợ quay này. Còn dòng người bay thôi. Nhưng mà... kìa lắm. Ở dưới lắng ai lắm. Anh hổ báo bay sợ à? À, cá chép. Đừng có ta cá chép. Cá chép biết bay mà. Ui, cá bắt đấy. Cá chép biết bay. Ok, chị. Cá này.
Ui, nhìn ra. Ra đây, ra đây. Ấy, ấy nhá, không biết cái gì mà phải chậm. Chuyện này à, nhưng mà cái gì mình giữ được lâu không? Được lâu, mình một tháng rồi. Thôi anh em mình cứ để xong rồi à, đi đâu cởi trần ra đường á. Em người ra đánh đâu. Ừ, người ra sợ, đúng không? Mình ăn trộm vải nữa thì sợ này. Cái lúc anh tới, tới yên tâm rồi anh có sợ không? Sợ gì? Anh sợ à? Sợ gì? Sợ em đấy. Mày một đấm thì thiếu một đá là chưa rồi. Một đấm còn chưa rồi. Này, linh vật ở trên người em mà nó xuất hiện á. Thì nó chém anh rồi, có rồi luôn đấy. Rồi, tay đi bế bằng chân, chân đi bế bằng tâm. Ai sợ mày? Tao đây này. Không có chưa? Nhà bây giờ ra lên đây sợ gì? Ăn. Quên bảo đi lên nhà mày. Đó, không thấy hổ báo đây đây mà dám ra sủa. Không sợ. Đẹp thế này. Nếu mày sợ thì mày có thể đi vượt lùi. Đặt á, đằng sau đẹp hơn. Ba, bán vải không? Đúng rồi, tôi bán đó. Thì bây giờ lấy vải. Lấy vải. Ai cho tôi ăn cái tủ đây hả? Đây không hả? Đây đây, ai cho tôi ăn?